này, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, dòm cái coi. Dòm cao, to, cao hơn tôi luôn á. Kỳ vậy trời. Còn xin á. Chắc không? Trời chết. Không mấy coi. Thiệt muốn hả? Chu cha mẹ ơi. Rồi, chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình. À, xin chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào người ấy. Chào bạn. Dạ. À, em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Cẩm Nhung, em đến từ Long An, hiện là kế toán. Muốn sống và làm việc tại Long An luôn? Dạ không, em đang sống và làm việc ở Tân Phú ạ. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 tuổi, kế toán. Dạ. Kế toán mà lại bước lên sân khấu mình tưởng đâu là người mẫu chứ. Trời ơi, hạnh phúc quá. Thiệt. Còn bạn trai? Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, 26 tuổi, hiện đang làm bên bộ phận kiểm định chất lượng phần mềm. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị. Kiểm định chất lượng phần mềm. Dạ. Giống như là kỹ sư điện tử vậy đúng không bạn? Dạ. À, tại sao lý do thì bạn biết đến chương trình mà bạn tham gia? Dạ thì do 25 tuổi rồi mà cái tuổi này ở dưới quê gọi là già già háp rồi á. Trời ơi. Nên ba mẹ thì cứ lo sốt chó rồi. Hối thúc hả? Dạ hối thúc rồi. Gia phả trong gia đình em á thì cô dì chú bác thì cũng là may mối nhiều lắm nhưng mà nó không có thành công nên hôm nay em tự thân lên đây. Chú gia mai mối được mấy mối rồi? Dạ được năm ạ. Năm mối. Dạ. Rồi vậy là mấy người đã không mát tay rồi. Để coi mối thứ 6 này sao? Sao bạn? Nói đi nãy giờ nghe cảm giác sao? À, thì em thấy bên bạn nữ này trải qua năm mối tình thì đâu phải năm mối tình. Nãy giờ chưa có mối tình nào hết trơn. Trời ơi. Làm mai là mối làm mai. Thì cũng giống như là trường hợp của em cũng trải qua là hai cái mối tình nhưng mà ở đây là không phải là tình yêu, chắc gọi là tình cảm gà bông thôi. Một cái mối tình á là khi mà em học cấp 2 có một cái bạn nữ thì mỗi lần mà bạn đó đi học á là bạn đó hay mua cơm cứ đem qua cho em. Vậy người ta thương mình rồi đó. Nhưng mà tại vì bạn đó thì cũng hơi dữ. Nhưng mà có hôn chưa? Cấp 2 rồi sao hôn anh? Cấp 3 có hôn chưa? Cấp 3 thì em chưa có trải qua. Bạn mong muốn thế nào nói luôn đi. Dạ, bạn nữ thì hiền, không có quản thúc gì bạn trai nhiều quá. Làm như tù gì quản thúc. đi đâu về cũng phải, đi đâu làm cái gì. Thà cái đó thì để em tự nghĩ em nói thì nó sẽ được tốt hơn. Một bạn nữ thì biết chăm lo gia đình là được. Như đó được, rồi, đơn giản. Suy tốt. Trời mà nó lành quá. Dạ. Chiếm diễn đàn của mình. Anh nói đi em. Em nghĩ á, theo em đánh giá em á, nếu mà đủ tiêu chuẩn làm vợ, một người vợ tốt á thì chắc được 80%. Vậy là trước giờ mấy anh kia chắc mắt bị đuôi hết rồi hay sao? Em không biết nữa chị. Vậy em thích mẫu một người bạn trai như thế nào? Do là gia đình em con một nên em thích bạn trai là gia đình đông anh em. Về ngoại hình á, thấy dễ nhìn là được. Giống Song Như Ki hay là Lee Minh Ho thì càng tốt. Cho nó chị cũng muốn không được. Khó quá cái đó bỏ qua đi. Đã nói bây giờ thực tế rồi. Dạ. Để lấy chồng đúng không? Bây giờ gia đình ép lấy chồng giữ chưa? Dạ giữ rồi chị. Bây giờ nếu mà ok được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Hồi Tết á khi mà dọn nhà thì mẹ có nói một câu á là nói nhất định Tết năm sau phải có một người. Coi như là bằng quyết chí chuyến này là cố gắng phải không? Rồi đồng ý về thành bốn người không? Ngồi cười hoài luôn. Nghe phải quá. Bây giờ ưu điểm của em là gì, khuyết điểm là gì, nói cho bà bên kia nghe luôn. Ưu điểm của em thì em không cà phê, hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Với lại khi mà đi chơi gì đó thì không có giờ về quá 10 giờ. Ủa ai đi chơi không quá 10 giờ? Bên đây. Là thầy tự. Em đi chơi không quá 10 giờ hả? Ta nguyên khắc vậy thôi, vậy tốt có gì đâu ngạc nhiên. Không, là hơi lạ, một chàng trai 26 tuổi ở Sài Gòn mà đi chơi không quá 10 giờ về, mình thấy nó lạ, mình qua mình nhìn thôi. Em đâu có phát biểu là tốt không tốt gì đâu. Trai gì tốt có gì. Hên xui, hồi đó giờ có hung hít gì chưa? Có nắm tay hả? Thiệt luôn á hả? 26 tuổi hả? Thích trai, thích gái? Là thích gái. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Biết hung không? Nếu mà có cơ hội thì, nếu mà quen thực tế thì chắc cũng thử. Thử rồi đủ làm không được sao? Không có đâu chị. Hơi khó là được. Không mà. Tại vì cái chuyện này lạ nè. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Cảm em, luôn. Hay đọc truyện ví dụ Doraemon. Cái gì vậy? Doraemon hả? Thì Conan nó tính. Ôi trời, chưa yêu lần nào, chưa sở biết hung. Sở thích lành mạnh. Vì sao không đọc mấy cái coi người ta coi yêu đương làm sao, người ta hung hít đồ làm sao thì cái Doraemon sao trời. Rồi em cứ xuống người ta làm cái chuyện gì đâu không? Thôi vậy là được rồi. Thôi gì bển đi. Không này, đứng lên dòm cái coi. Dòm cao to cao hơn tôi luôn á. Kỳ vậy trời. Còn xin á. Chắc không? Trời chết. Không mấy coi. Thiệt muốn hả? Chu cha mẹ ơi. Hú hồn hú vía. Có luôn hả? Ồ hay nha, hay nha. Rồi chào em. Bây giờ nghe chị Cát Tường phỏng vấn bển em cảm giác như sao? Em cảm giác hồi hộp để được gặp người ấy. Ủa em. Người đàn ông mà chưa có biết phụ nữ là gì. Em còn non nớt quá nên cũng chưa biết. Em không thích gì ở người đàn ông? Răng hô. Ủa em thích Lê Minh Hô mà. Ảnh hô, ảnh tên hô nhưng mà ảnh không có hô. À,
anh tên Hô, anh không Hô, còn cái người Hô mà không phải tên Hô không thích. Chung là em chỉ có như vậy thôi. Em có thật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm anh. Thí dụ? Thí dụ như là hay ngủ như sao áo sáng ngày đâu mất tiêu. Trời đất ơi. Mày không nghe, mày cũng không nghe nha. Ủa là sao? Là em không biết là nóng nực quá hay sao mà kiểu như không biết cái đó là do quán tính của em hay sao em không biết. Rồi cái áo nó nằm ở đâu, là mình cởi ra mình quăng đâu luôn hả, hay là vẫn còn cái áo nằm kế bên? Cái này mà ngủ nhà người lạ căng à. Mà có lúc em cởi áo ra em không biết luôn. Dạ em không biết. Rồi vậy là em giống như bị mộng du vậy đó phải không? Thử bữa nào ngủ bận áo đi để coi sáng dậy thấy có bận áo vô mới ghê. Đúng không? Dạ. Mộng du nè. Để cười hoài luôn. Thôi hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi ba của em. À đi với ba hả? Chào bác. Dạ chào Quyền Linh với Cát Tường. Dạ chào bác. Thì cháu thì cũng được, còn do quyết định thì do con Tuấn thôi. Rồi bạn gái nó đi với ai không? À dạ em có đi với bạn thân của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À chào em. Thật ra khi mà thật em rất là bất ngờ khi là hai bạn tính hai bạn rất là hợp nhau. Hợp chỗ nào? Tại vì anh rất là hiền, bạn anh cũng vậy. Anh chăm chút cho gia đình thì bạn em cũng như thế. Nghĩ là anh cũng sẽ thích một người như bạn em. Hy vọng hai người sẽ tiến xa hơn. Anh thấy không, thật sự bạn kia có những phút hết sức là nói thật. Yeah. Cũng vui tính. Còn bạn thì coi như là cũng chưa có người yêu, chưa có một lần nào được chạm má người yêu đúng không? Yeah. Mong rằng hôm nay sẽ được ha. Dạ, yeah. Em cũng hy vọng. Rồi, nào, chúng ta hãy kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có cảm nhận gì thế nào về anh khi lần đầu tiên gặp? Anh có nụ cười đẹp. Cảm ơn em. Em nghĩ thế nào về quan điểm về tình yêu? Em nghĩ là hai người đến với nhau là phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải là cưới nhau về rồi để đó. Cưới nhau về để đó rồi sao? Là có cưới cho có anh. À, cưới cho có, làm gì có chuyện cưới cho có. Cưới về đâu làm gì chứ đâu, cưới cho có để đó. Rối, bắt đầu rối rồi đó. Đi, mất xíu được cho hôn nhau đó. Thì anh nhìn em thì anh có cảm giác gì không anh? Thì thứ nhất là về giọng nói thì cái giọng của em thì anh thích giọng nói em nhẹ dịu. Dạ em cảm ơn anh. Nếu như mà điều kiện kinh tế, sức khỏe, gia đình cho phép thì anh có dám cùng em thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt bằng đôi chân không ạ? Tại vì công việc của anh á thì nhiều khi là phải ví dụ nghỉ thì cũng phải là nghỉ 1-2 ngày thôi, thì ví dụ nếu mà được á thì mình kết hợp ví dụ nghỉ 2 ngày trong tuần cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa. Ủa em hỏi cái đó làm chi vậy em? Dạ tại vì ngày xưa em có thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp từ Hà Nội về Cà Mau, nên bây giờ em muốn thực hiện cái hành trình lại với người em thích. Già đi 60 tuổi rồi, hai vợ chồng đạp đi có đầy đủ điều kiện kinh tế con cái luôn. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có khoảng 1 phút để em nói chuyện với bác trai. Nãy giờ bác trai nhìn em rất kỹ và cái người quyết định là ngồi dưới kia kìa. Dạ con chào bác ạ. Thì con nghĩ là lên chương trình này con chỉ muốn là mình nói thật với lại cá tính, thật với lại cái tính cách của con, nên con có một số khuyết điểm như vậy. Bạn Châu của con thì cũng có nhận xét như vậy. Con nói chung là con là nữ công gia chính thì con làm được hết. Con khẳng định là con sẽ là một người vợ tốt. Dạ. Rồi. Bạn gái đã hứa với ba là sẽ là một người vợ tốt đấy. Hiện tại giờ cảm xúc của em khi ngồi đây, hiện giờ em cảm thấy như thế nào? Dạ là cũng thấy cảm thấy hồi hộp, tại vì lần đầu tiên mà em muốn quen một bạn gái mà quen một cách chính thức luôn chứ không phải như tình cảm hồi đó nữa. Đúng rồi, hôm nay là chính thức đó, có ba ngồi dưới, thậm chí nhà có bà con, rồi bên kia có cả gia phả xem nữa. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai để tin tay vào nút bấm. 3 2 1 hết thời gian. Trái tim màu đỏ, hãy nắm lấy tay nhau. Bạn gái thấy sao? Không biết nói sao hết à. Nói sao, cảm giác thế nào có thể tả được? Thật sự là em không biết nói gì luôn. Dạ. Còn bạn trai? Em thấy không? Em thấy rất là vui và hạnh phúc thì đầu tiên đóng tay chính thức vậy.
chưa hôn lần nào luôn đúng không? Dạ. Bây giờ hôn cái đi, xin phép ba cho hôn bạn gái cái đi. Thôi có để từ từ đi. Đúng rồi anh. Chị nào hôn nhắn tin báo chị, anh Hoàng Linh biết nha. Dạ. Đi xin ráng 2019 là sanh con nha bạn. Lâu quá. Chúc hai bạn ở đây, xin là tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn hạnh phúc. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha, con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não luôn. Chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mình có thể giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái phía bên kia. Em tên Lâm Tấn Khương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi, hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Làm cái... mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Biết sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Bữa này lạ nha. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà, em thấy mình để quên rồi. Em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ, cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? Em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường. Còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. Thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Đó là chị. Ai biểu nghĩ bậy chị hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời gì. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. Dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. Em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặng ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á. Làm thử cái con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là do mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Mà nhiều khi người ta ra đường nó nói ôi thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này, với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới Cát Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân đó chị. Một tán gái hay lắm hả?
Dạ không, tán gái chiêu hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được chị thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nhà em cũng tương đối cao cao, không cảm hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè nè nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ờ chê tôi là chết à. Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị, qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Anh thấy em lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Anh thấy em lanh không? Còn hơn em. Em lanh không? Dạ hơi hơi. Đó nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ mình cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, không, không. Nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã của em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Ờ vậy dạ. Rồi. Không không chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bệnh đi về. Nói chuyện bà anh đâu, hát đi. Dạ vậy cho em hát em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu. Nghe cái tựa là người ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chú gà trong mây gây. Ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Trời, làm việc mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút nhớ lại đi. Là nhìn lượm thởm á. Không mà đây lịch sự lắm. Tại vì nó không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó rồi hả? Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt cứ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lanh cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè, hỏi người nhà em có đi theo không? Dạ, em có cái anh bạn đi theo. Chào anh bạn, thấy cô mình nói thế nào? Dạ bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. À, nay em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế. Đâu rồi. Dạ bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là ảnh hài, bạn em cũng hài dữ lắm anh. Cái một rồi anh có ý kiến gì không? Ba em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rồi đó, tài vận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, trời đâu rồi, em coi quẻ, em coi quẻ cho coi hai người này quẻ coi. Bạn. Coi ngày tháng nào được coi em báo quẻ luôn. Này được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được. Đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên. Vui. Hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. À, đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Ghét ai một rùi bự hơn một rùi tôi lắm nha, thật sự luôn. À, anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Bên học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ rồi? Em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua. Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Chứ tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên nói à anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do, trời lý do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. À, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng em nói gì đi em, để người ta nói chị mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói thì liếm môi anh, em không thích con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào, ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng người máu anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc phải không? Ừ đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi, tại vì em đã nói ban đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi. Được rồi.
bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, em tôi kiểm điểm bản thân lại mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên có làm gì đâu tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Nha. Yeah. Chắc cái điều tặng cái điện thoại anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính, ít nói hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đóng nói hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì... Chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y đó, em cũng rất là thích. Tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm đó nha. Dạ không sao. Em nhưng... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình quản thúc em luôn á. Mình biết anh. Hả? Sao biết hay vậy? Anh biết sao không biết. Hiểu không? Dạ, đó là chuyện bình thường. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn và mong rằng sẽ nhận được tin vui các bạn. Ok. Em cảm ơn anh Huyền Linh, em cảm ơn chị Cát Tường, em cảm ơn mọi người. Nói chung là mối tình chính thức thì hai vợ chồng em lập nhau mười mấy năm. Em có gia đình được 15 năm rồi, em ly hôn cũng được gần 5 năm rồi chị. Dạ em muốn tặng cái khung ảnh là nếu mà có duyên Thành thì để cái hình em với anh vô đó, còn nếu không có duyên thì để hình anh cũng được. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Đấy. Bây giờ thì có bạn gái bên kia rồi, mình giới thiệu lớn lên cho đôi bên cùng nghe. Rồi mời anh trai. Tên em là tên Nguyễn Thanh Tấn, quê ở Bến Tre, đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 41 tuổi. Lâm Đồng là ở đâu, huyện nào? Ở huyện Di Linh. Vâng. Rồi mình làm công việc gì? Dạ em là bên thợ xây. Dạ, với trước đó là em cũng có là làm ít cà phê với em cũng hay chạy xe thêm, thu nhập thêm. Làm nhiều việc quá ha. Vâng. Chạy xe rồi xây dựng rồi cà phê nữa. Dạ. Rồi, thôi, mời nhà gái. Mình sẽ nghe phần bên nhà gái giới thiệu nha. Ừ. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Rồi, dạ, em tên là Lâm Thị Kim Phượng, em đến từ Bình Phước. Dạ em 42 tuổi. Phượng đang làm nghề gì? Dạ em làm nghề may. Mà em giờ em may ở Long Xuyên. À có nghĩa là em quê Bình Phước. Dạ. Nhưng mà em lập nghiệp ở Long Xuyên hả? Dạ. Hai bạn ở hai đầu nỗi nhớ đó. Ừ. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì à, em? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là biết tâm quan tâm gia đình, phụ giúp bạn đời trong cuộc sống, ví dụ như nội trợ. Điểm yếu thì hơi nóng tính, thích tính ca hát. Mình thích văn nghệ cái yêu ca hát kia, sao mình nóng tính? Dạ, ý nóng là dữ không? hơi thôi anh. Nóng tính nhất là em làm gì nè? Dạ, nóng là em bỏ em đi chỗ khác, là trường hợp nào bạn gái hay là em sẽ về lại. Rồi không sao. Ủa em sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ em sinh năm 1980 chị Hồng Vân. 980, em sinh năm nhiêu Phượng? 80. 80 hả? Vậy là bằng tuổi chứ đâu có hơn tuổi. Vậy hai người 80 hết rồi. Đúng rồi, hai người đều 41 chứ em khai gian tuổi em chia về Phượng. Tại vì em tính theo tuổi ta phải không? Dạ. Ừ. Đó, hai bạn bằng tuổi nhau đó. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của Phượng là gì đã nè? Dạ điểm mạnh của em là em chịu khó lắng nghe học hỏi. Là điểm yếu của em
Điểm yếu của em chắc em nhịn hay không? Tức là em nhẫn nhịn đó hả? Dạ. Ở bên kia hơi bị nóng tính chút xíu, bên đây mình lại nhẫn nhịn quá hay. Vậy cũng bù qua sức lợi đồ he. Ừ. Đường tình duyên của em trai sao? À, nói chung là em có hai mối tình đơn phương và mối tình chính thức. Nói chung là mối tình chính thức thì hai vợ chồng em lập nhau mười mấy năm. Nói chung là cũng có hai đứa con, một thằng con trai lớn với một đứa cháu nhỏ. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu? Dạ, cưới nhau nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Dạ. Con lớn chưa? Con lớn của em năm nay học đại học năm nhất. Con nhỏ năm nay cấp 2. Vậy là hai đứa ở chung với em luôn? Dạ, hai đứa ở chung với em. 17 năm mà sao chia tay? Dạ không, cái đó là do vợ em không may, vợ em mất ạ. Xin chia buồn điều đó. Dạ. Ồ vậy hả? Em tự nuôi con hả? Luôn. Dạ, em một mình em nuôi hai cháu, lo cho cháu. Rồi bây giờ em ở nhà ở Lâm Đồng, em ở với ai? Dạ em có nhà của em ở. Nhà riêng của em. Còn mình sao nè Cưng Phượng? Em có gia đình được 15 năm rồi, em ly hôn nay cũng được gần 5 năm rồi chị. Có con chưa Cưng? Dạ có hai đứa con trai em nuôi hết luôn. Con lớn em sinh 2003, còn con nhỏ sinh 2009. Rồi lý do sao mà em chia tay? Lý do là coi như là ở nhà là em là lo hết việc nhà, việc nước, vừa làm cha làm mẹ luôn. Là anh cứ đi nhậu không à. Mệt mỏi quá đúng không? Em mệt mà nhậu không quá. Thì em cũng chịu nữa, đưa con đi học cũng được nữa. Nhưng mà sau này nhậu quá rồi kiếm chuyện nữa thì em chịu không nổi thôi. Hai người mà đến với nhau nuôi bốn đứa con trai cũng mệt à. Ủa bên đó hai trai luôn hả? Đúng rồi. Yeah. Thôi cũng giái trời nếu mà Dạ, chào chị Quân. Chào em. Yeah. Nếu mà có thể đến được với nhau á thì kiếm đứa con gái cho nó thêm vui nữa, cửa hả? Vui nhà. Không, có đứa con gái nó gắn kết đáng yêu lắm. Theo kinh tế thôi. Mình muốn tìm một mảnh ghép giữa dòng đời xuôi ngược như thế nào? Có thể nói cho chị Hồng Vân biết không? Dạ, nói chung là em cũng tìm một người nói chung là chân thật, là biết quan tâm gia đình. Nói chung là chỉ vậy thôi chứ không em không đòi hỏi gì nhiều hết. Dạ, chung thủy và nuôi cho con trưởng thành em mừng rồi. Em cảm nhận ở bên Phượng bên đây có đúng như là cái điều mà em mong muốn không? Qua những cái lời mà chia sẻ của cổ vừa rồi đó. Dạ, nói chung là bạn cũng cùng cảnh với em, nói chung là cũng thấy cũng bình thường cũng được. Cô gánh vác hết đó. Vâng, ở nhà cô làm hết đó. Dạ. Là cái người mà rất phù hợp với cái mong muốn của em. Vâng. Chào anh Linh đi em. Chào anh. Rồi, xin chào. À, công việc có ổn định không? Dạ, công việc cũng ổn định. Đầu em mặc là em tự may. À, tự may, tự thiết kế luôn đúng dạ. không? Mình có mở tiệm không? Dạ, có. À, mở tiệm ở đâu rằng? Mở tiệm ở Long Xuyên á. Thành phố Long Xuyên luôn hả? Dạ. Rồi, thí dụ như bây giờ lấy chồng, em có đồng ý về Lâm Đồng hay không? Dạ, nếu lấy chồng thì theo chồng. Mà cái đó mình có nhà Long Xuyên chưa hay là mình ở nhà mướn? Nhà em mướn, nhà thuê chị. Vậy là cái chuyện mình về Lâm Đúng Đồng rồi. Là cái chuyện mà về đây, coi như là khỏe ta luôn. Ta có mẫu đất mà. Ồ. Trời ơi, về đây đi. Mình góp ý vậy thôi, còn quan trọng là người thân họ góp Đúng ý rồi. Thế nào. Phượng đi với ai Phượng? Dạ, em đi có một mình. Mình ơn hả? Dạ. Rồi, vậy thôi coi như tôi đại diện đi. Em trai đi với ai không? Dạ, em đi với em gái và hai à, em gái con hai... với đứa cháu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Anh của em á thì tánh của anh á, anh rất là quan tâm gia đình, đặc biệt anh rất là thương vợ con. Chị bên đây á thì hoàn cảnh của chị cũng giống như anh của em vậy. Nếu mà được thì chị có thể, anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Sao mặt nghiêm vậy? Khuyến khích người ta dạ. cho nhau cơ hội mà mặt nghiêm trang vậy? Dạ tại đang có. Đang rung hả? Dạ. Đâu để con trai nói một câu coi nè, con trai cảm nhận sao nè? Dạ con thưa chú Quyền Linh, con thưa cô Hồng Vân, thưa ba và thưa cô. Ba con á thì ở nhà thì rất là tốt, nói chung là number one là nhất với con và nhất với mẹ con luôn, nhưng mà cái chuyện không may nó đến thì cũng không may muốn. Nhưng mà để cả hai đứa mà lên đây ủng hộ cho ba thì chắc chắn là phải dành một tình cảm rất lớn cho ba. Thì ba làm cái gì tụi con luôn ủng hộ. Và vẫn mong muốn là cô và ba sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà đến được với nhau thì lập gia đình. Con cũng lớn hơn con đầu của cô một tuổi thôi. Còn em con với lại con sau thì lại bằng tuổi nhau. Thì nếu mà được thì cứ về sống chung một nhà, không có cái vấn đề gì hết.
Dạ con thì rất là đơn giản như thế. Bố anh nói, trai anh, đã bạn chung nhau chắc vui. Con ơi, con trai nhỏ ơi, anh nói vậy con thấy sao? Dạ con thấy anh con nói đúng. Trời. Nói đúng luôn đúng không? Con thấy cô sao nè? Dạ thấy cô con hiền, thấy không? Cô hiền đẹp xinh. Trời ơi cưng quá. Rồi cảm ơn hai đứa. Thương quá. Mở rào cho hai bên gặp mặt đó nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Anh có bó hoa tặng cho em. Lúc nào chúc em xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, như cái này là anh. cái ví thì tặng cho em khi mà mình có bấm nút về nhau thì anh em cùng bỏ tiền vô ví. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi anh cảm ơn. Mở ra xem đi. À, một cái đồng hồ. Cái gì một cái đồng hồ? Đồng hồ với cái bức cái khung để ảnh. Dạ em muốn tặng cái khung ảnh là nếu mà có duyên á Thành thì để cái hình em với anh vô đó, còn nếu không có duyên thì để hình anh cũng được. Còn cái đồng hồ, còn cái đồng hồ sao? Còn cái đồng hồ thì cái thời gian trôi qua thì em không biết, nhưng mà cái thời gian còn lại nếu mà thành đôi thì cái thời gian suốt cái ngoài cái công việc á, làm việc của anh ra, còn cái thời gian còn lại là dành cho em hết. Cảm ơn. Rồi còn cái này là cái gì? Cái này là cái bức tranh hồi tối á, em mới vẽ. Nếu mà được đủ duyên với nhau thì sẽ chụp một cái hình cưới y như vậy. Rồi đó coi nè, đó hai đứa coi đi. Là tối là cô Phượng mới vẽ đó. Mà cái áo cưới này em may hay đi mướn? Dạ em may luôn cũng được. Em may luôn hả? Trời ơi vậy là áo vest này em may luôn đúng không? Không, em may đồ nữ không ạ. Em may đồ nữ không hả? Nè chú Linh coi nè. Rồi ok, đóng ấy lại đi, gửi ảnh luôn đi. Lâm Đồng tới hát bài về Di Linh này kia coi. Nói chung là anh hát không hay lắm. Nói chung là tới đây em sẽ hát một đoạn. Nói chung là các vị khán giả ủng hộ. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Ôi oh oh, em có nghe trong tim oh oh, bao tiếng yêu vang lên oh oh, dành cho em đó người anh yêu ơi oh oh. Mơ ước chỉ xa xôi oh, oh, oh. Em biết không em ơi, I love you. Dễ thương, dễ thương. Sao quan niệm tình yêu em nghĩ sao về anh? Thật thà, sống là phải khiêm tốn. Anh cũng vậy. Em có gì hỏi anh không? Bây giờ em ở Long Xuyên rồi. Anh ở Lâm Đồng hả? Từ đây xuống đó bao nhiêu cây đó? Em cũng không biết nữa. Em đi bằng gì lên đây Phượng? Em đi xe Huệ Nghĩa. Huệ Nghĩa là mấy tiếng? Em mấy tiếng em tới đây? Em đi từ 12 giờ rưỡi tới đây là 5 giờ. Nói chung là hai bạn cách xa khoảng 10 tiếng đó, lòng vòng nó khoảng đó. Vậy luôn á, không sao. Lần đi là 10 tiếng. Bây giờ thì cái công nghệ nó phát triển rồi, nếu mà mình có thể có một chút gì đó tình cảm với nhau rung động từ ban đầu thì ta sẽ nói chuyện qua FaceTime rồi qua Zalo ra Facebook nhiều lắm. Em có chơi Facebook không? Dạ cũng có. Có dạ. Chơi Facebook không? Facebook em kết bạn với mấy người bán giải không à? Kết bạn với người bán giải thôi, giờ ta kết bạn với mấy người làm cà phê. Thấy cưng không? Được đó. Rồi thường ngày anh công việc của anh là làm gì thường ngày? Anh vừa làm thợ xây, vừa làm cà phê. Xây là đi lãnh nhà người ta xây hả? Nói chung là anh đi làm cho thầu. Làm thầu khi, anh không có đồ, anh không lãnh, anh làm thợ xây rồi anh lại còn về anh làm vườn nữa. Nhiều khi ai kêu chạy xe thì anh cũng kiếm chạy thêm. Nói chạy chung xe là công gì? Việc anh làm nhiều việc.
Anh chạy xe gì, xe tải hay là xe... chung là taxi, rồi thí dụ xe hợp đồng rồi vậy thôi, xe tải. Ý là hỏi em lái xe mười mấy chỗ? Dạ, không, em lái xe là... nhỏ thôi chị, lái xe có 7 chỗ à. Nhà dạ, em mới xây ở đâu? Ở Lâm Đồng luôn dạ, hả? Dạ, nhà em ở Lâm Đồng luôn. Là em tự xây hả? Dạ, em cũng có ông anh ông thiết kế là phụ xây không? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ, nhà em cả trăm mấy chục mét vuông rồi, nhà em cũng lớn lắm. Giá mới xây khoảng nhiêu? Dạ, cũng nói chung là cỡ 700 triệu ạ. 700 triệu hả? Là chưa tính đất đúng không? Dạ, chưa tính đất ạ. Đất thêm 700 nữa, 1 tỷ mấy rồi. Nói tóm lại á, anh nói để anh chi? Để thay kinh tế bạn này ổn định, có công việc ổn định, có thể lo cho em và thậm chí có thể lo cho con của em nữa, được không? Dạ, được. Được đó. Em thấy sao? Em còn băn khoăn điều gì không? Thì theo cuộc sống ở ngoài thì được rồi, mà cái tuổi không được. Hả? Hai người bằng tuổi không được. Bằng tuổi sao không được? Bằng tuổi sao không được? Em có hai đứa con rồi, để đi tìm một cái tình yêu á, tìm một cái người để hợp với nhau nó rất là khó. Nãy sinh 7, 7, 9 không thôi là tốt rồi. 1, 9, 80 tuổi là tuổi nó không hợp. Ủa 80, 80 với 80, 80 với 80 không có hợp. Em sinh 1, 9, 80 luôn hả? Tức là phong thủy nó không hợp. 80 hả? Dạ. Trời ơi em ơi, đừng có lo tuổi tác ở đây. Bây giờ mình lo cuộc sống làm sao cho nó ổn định đây nè. Thì có những người ta không hợp tuổi với nhau, ta vẫn sống tới già luôn. Bây giờ anh nói đây nha, không phải anh binh đàn trai đâu. Đây là một người rất là hiền. Dạ thì em cũng thấy hiền nhưng một bờ vai vững chãi luôn để em kiếm một người này trong cuộc sống đó nha. Nó rất là khó. Đây chị nói em nghe, một người đàn ông quá là phong độ ở cái tuổi này, một người đàn ông chung tình, hai đứa con là thần tượng ba nó, mà ba nó đối với mẹ nó như thế nào, không phải là ảnh ly dị vợ mà vợ ảnh mất, em hiểu chưa? Thành ra thôi thì cái này cái đó là cái sự may mắn cũng như là cái hạnh phúc nó tới với em mà em không đón nhận, đó là lỗi của em. Ok, ăn thua là bây giờ em phải tự em biết là em nhìn anh này em có cảm tình không. Ảnh là anh nói anh có cảm tình với em đó, còn em sao? Dạ em thấy cũng được. Rồi, tôi nghĩ là đến lúc bấm nút rồi đó. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chúng tôi chỉ phân tích tất cả những mặt thuận lợi trong cuộc gặp mặt này thôi. Còn quan trọng là con tim mình sẽ mách bảo bấm hay không bấm. Bởi vì có tình yêu, có một chút rung động, chúng ta hãy bấm. Đúng rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi bấm luôn rồi đó. Em có bấm rồi. Rồi. Rồi đứng lên nào, đứng lên nào. Đó, mình không còn nhỏ nữa, mình đủ sáng suốt để quyết định con đường đi của mình. Mình muốn hai người về với nhau lắm á, nên hôn một cái đi. Đúng rồi, hôn cái đi để đánh dấu ngày gặp mặt đi. Anh xin phép anh. Tôi muốn cô gái hôn chàng trai một cái nè. Cao quá. Vô, đó. Đó, ừ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20F2, mặt kính hơi gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Rồi, cảm ơn hai đứa nghe. Chào chị Vân. Đúng. Còn bây giờ thì đến cặp đôi thứ hai. Xin mời. Người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu à. Như là con mong muốn như việc gia đình của con đều sắp xếp hết à. Từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý con thì. Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Và thứ hai là trung thủy, là có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất có người đàn ông là điều gì?
Dạ em sợ nhất người đàn ông là không chung thủy, có tính gia trưởng. Đó, thấy chưa. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Mời nhà trai. Nhà trai ơi, đâu rồi? Anh về đâu rồi? Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Dạ. Bây giờ con nói đi, con nói tuổi nè, tên nè, con đang làm gì? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Nguyễn Linh và em chào bạn nam tấm đèn bên kia. Rồi, xin chào nhà em gái. Em tên là Lê Thị Tường Vy, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện tại em đang làm quản lý cho một khách sạn tại thành phố Hoa Đà Lạt. Mời nhà trai. Dạ, đầu tiên xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, dạ, cô Hồng Vân, bạn nữ bên kia và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Lê Tuấn Hoàng, năm nay em 28 tuổi. Nhà em ở Đắk Lắk nhưng hiện tại em đang sinh sống lập nghiệp ở Hồ Chí Minh. Hoàng làm gì? Em làm bên công ty chuyển phát nhanh, là vị trí là trưởng bưu cục. Sau khi làm ở vị trí công ty em về nhà làm thêm kinh doanh tại nhà nữa. Kinh doanh gì? Dạ em đang kinh doanh thời trang online ạ. À, khoảng thời gian luôn. Ôi, giỏi giang thiệt chứ. Trưởng bưu cục luôn nha. Nhưng mà tôi hơi buồn chú đó nha. Chú gọi anh Quyền Linh mà gọi cô Hồng Vân là sao? Quyền Linh thua tôi có giáp chứ mấy. Dạ. Tại vì con coi cô Hồng Linh phim từ nhỏ nên mình xin con cô Quyền Linh ạ. Là vô tới Quyền Linh buồn rồi. Chào cô Hồng Vân ạ. À. Ừ. Rung rung quá, nó lộn cô Quyền Linh luôn. Ừ, kệ sao đó, bữa nay mình lâu lâu mình trở thành cô. Đừng có rung gì trơn á. Không có rung gì hết. Ừ, thoải mái lên nào anh trai. Dạ. Ừ. Mà bây giờ đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn đây là ở thành phố Hoa Đà Lạt, xa quá ha. Dạ cũng không xa lắm đâu cô ạ. Không xa. Dạ. Con có ý định về quê không? Sau này có về quê lập nghiệp không hay là ở Sài Gòn luôn? Dạ con thì con nhà con có mình con trai thôi, con dân trưởng nữa thì ba mẹ con giờ cũng có ở nhà quê một mình, thì mong muốn sau này con là ba mẹ mà có già ấy thì muốn về mình quê phụng dưỡng. Là còn con trước về mắt Đắk Lắk. Dạ trước mắt thì mình sẽ lập nghiệp ở đây. Mình coi kinh tế mình ở đâu phát triển được thì mình sẽ có thể đón cha mẹ ở đây hoặc là mình về dưới. Mà Đắk Lắk với Đà Lạt sao? Gần nhau. Gần xịt phải không? Ừ. Dạ. Thôi mình hỏi luôn cái điểm yếu điểm mạnh đi. Đúng rồi. Con nói đi con. Điểm yếu con thì con hơi run run nhát nhát một xíu à. Người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu à. Thiệt không? Dạ. Nhìn con về mà gia trưởng hả? Dạ, như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à. Từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý với con thì. Nhưng mà con có tham khảo ý kiến của mọi người xung dạ, quanh có, không? Có, con để tham khảo. Hợp tham lý khảo thì hết. Con hợp mới lý, đồng ý, hợp lý, con có mới quyết làm. Những cái gì mà nó không có đúng không? Tức là quyết theo cái cảm tính của con. Dạ không không, không. Con sẽ mình sẽ trao đổi giữa với nhau nếu mình hợp lý, mình đưa cái quả hợp lý thì mình sẽ chứ chưa bao giờ dạ. Mà con áp đặt người khác dạ, đúng, đúng rồi, không? Không như vậy là không đặt. Phải gia trưởng dạ, mà cái đó là con gánh vác gia đình. Dạ, dạ. Con là cái người mà gọi là chịu trách nhiệm, gánh vác, quyết đoán dạ, trong công việc chứ không phải gia trưởng. Dạ. Nhớ không? Dạ. Trời ơi hơi hố đó. À, nói nghe nè. Không có nghe gì trơn. Coi bên đàn nữ tôi nè, trời ơi nó dễ thương, nó giống như một cái bông hoa tulip vậy đó, đi này, này. Hoa Tường Vy chứ hả? Hoa Tường Vy. Ừ. Rồi. Rồi đó, con nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái dễ thương. Xưng chú đi con 26 tuổi, nhỏ hơn bạn kia 2 tuổi rồi. Người ta kêu anh thì kệ người ta, thôi, mình lớn người ta kêu đi. Cô chú cũng đi. Vậy cũng trách nữa em ha. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, thưa anh Nguyễn Linh thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập ạ. Bên đây cũng tự lập, bên đây cũng tự lập. Dạ, điểm yếu của em là tính hay thương người ạ. Oh, nên thương. Hay bị thương hay bị lừa. Oh, hay bị dạ. Lừa hả? Dạ. Ai lừa em? Dạ mọi người ạ. Trời ơi, mọi người là ai vậy? Thương người cho nào... mượn tiền này cái nọ đó rồi là không trả. Dạ. Thì cái đó là cũng là một cái điểm mình hay bị mềm lòng á, những dạ. Với cái điều mà không đáng mềm lòng á. Ai mà nỡ lòng nào lừa cô gái xinh đẹp dễ thương này ta? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em có một mối tình. Ừ. Còn lại thì mấy mối tình chỉ là mức tìm hiểu thôi ạ. Bao lâu? Ừ. Dạ, gần 2 năm ạ. 2 năm hả? Dạ. Lý do chia tay? Người đó vì gia đình, vì trách nhiệm đối với gia đình nên chia tay ạ. À, dạ. Ừ. Rồi. Rồi. Nhà trai cho nhà gái biết đi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có lời tính thức là 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên em là lúc thời sinh viên. Rồi, mối tình dạ. Thứ hai có, mối dạ. Tình đầu á. Mối tình thứ hai em là làm bên công ty á. Mối tình thứ ba thì em vẫn làm nhân viên, bạn cũng làm công ty nhưng mà
Gần đây em chia tay được hơn 1 năm rồi. Sau 3 mối tình chia tay đó mình rút kinh nghiệm coi mình thiếu sót điều gì nè. Nãy em nói là do em tính hơi gia trưởng xíu đó, hơi khó tính đó. Đó, cái đó quan trọng nhất. Trong tình yêu mà nếu chúng ta gia trưởng quá thì người phụ nữ rất là sợ, giống như nãy chị Hồng Vân nói đó. Mình phải giảm cái đó lại. Mình nhận ra được là tốt rồi. Rồi vậy thì bây giờ để bên đàn gái nói trước nha. Em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào? Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Và thứ hai là trung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất ở người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không trung thủy, có tính gia trưởng. Đó, thấy chưa? Hoàng, em muốn mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, em là muốn là một bạn nữ sẽ là thiên về gia đình một xíu. Biết nội trợ nấu ăn. Và là biết chăm sóc gia đình đó, phụng dưỡng người già ấy, như cha mẹ bạn nữ hay hơi cha mẹ của nhà chồng à. Là hơi vui vui tính một xíu ạ, chứ không phải là ăn chơi quá, là phải biết giao tiếp giao lưu với bạn bè, người xung quanh, hoặc bạn của bạn hoặc bạn của em. Bạn là phải cởi mở lại, hòa đồng một xíu ạ. Và biết việc tự lập, có thể có máu làm kinh doanh làm ăn một xíu ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem có góp ý gì cho hai bạn không nha. Đúng rồi. Bên đây mình đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với mẹ và em nha. Dạ chào chị. Thì đến đây là chương trình là tôi cũng rất mừng. Vì là chương trình này tôi cũng thích và cũng động viên cho cháu đăng ký. Cháu Tường Vi thì có tính tự lập và rất thương người. Và rất là sống lễ phép với người lớn xung quanh. Mọi người rất thương và biết nấu ăn, cũng biết chăm lo cho gia đình. Về nhìn về cháu bên này thì tôi thấy là cháu cũng tốt, công việc thì cũng ổn định. Về tính gia trưởng thì theo cô là cái đó cũng không xấu, nhưng mà đều cái gia trưởng cái nào đúng, còn cái nào mà không nên thì mình cũng giảm bớt. Thì theo cô thì cô cũng ok, nhưng mà việc sau này thì do hai đứa quyết định. Cho một cơ hội để nếu được thì tốt, còn không là mình là bạn. Xin hết. Đây là em gái hả? Đây em họ. Em họ hả? Em theo em thì em thấy sao nè? Dạ anh thì em nhìn thấy là đẹp trai, cao. Rồi, cảm ơn em. Hoàng đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với em gái em, cô bạn thân và các anh, người anh mà cũng như người thầy của em. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi cho ý kiến em ruột cái đi. Em chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Anh con thì cũng hơi gia trưởng một xíu ạ. Anh con cũng có tính tự lập từ hồi đi học tới giờ rồi chị cô ạ. Dạ anh thấy chị bên này thì cũng xinh gái, nghề nghiệp của chị thì cũng ổn định rồi. Thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai anh chị hợp với nhau ạ. Bây giờ thêm một người bạn. Người bạn đi, người bạn đi. Dạ xin chào MC Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì em là bạn thân của Hoàng thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Và Hoàng là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống. Em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương, rất là hợp với Hoàng luôn. Là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Thì em mong rằng là hai người sẽ cùng nhau trong một cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau. Mà sao tụi con thân thiết nhau từ lâu chưa? Dạ chơi với nhau từ thời cấp 3 tới giờ là hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm mà con xinh xắn như vậy, bạn đẹp trai kia mà không nảy sinh tình cảm luyến ái à? Ngay từ xuất phát điểm ban đầu là chỉ là bạn thôi. Cho nên là sau này chỉ dừng lại mức độ bạn thôi chứ không có tiến xa hơn được ạ. Rồi cảm ơn em gái. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bạn gặp mặt coi gia trưởng thế nào nha. Hai bạn tự quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Chào em. Dạ. Em cảm ơn quà tặng anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Dạ rồi em cảm ơn em. Mở ra xem. Dạ để em mở. Cảm ơn em. Cái này là cà phê nhà em tự rang tự xay ạ. Dạ. Cà phê này là nhà anh trồng khá là nhiều ấy. Nhưng mà chưa có rang xay thôi. Nói chung Đà Lạt mà tặng cà phê cho Đắk Lắk thì giống như chợ củi về rừng. Chợ củi về rừng hả? Xin chào em. Thì dạ chào anh. Sau qua cảm nhận anh nhìn em thì rất khá là xinh. Nói chung là mẫu người anh đang trước mắt là mình chưa biết có tình cảm không, nhưng hiện tại anh đang có cảm tình với em mà sau cái nhìn đầu tiên. Dạ em cảm ơn anh. Có giống như trong cái mẫu tưởng tượng của mình không? Dạ đúng ạ. Dạ. Đúng luôn hả con? Dạ. Hay vậy.
Dạ vì vóc dáng và cách ăn mặc thì em thấy là vừa. Ôi thì... còn bạn gái sao? Dạ, cảm nhận đầu tiên thì nhìn anh đẹp trai hơn sự tưởng tượng của em ạ. Về nếu mà có dự định mà về về Đắk Lắk ấy thì em có theo anh về đâu nếu mình tiến xa hơn? Dạ nếu tiến xa hơn thì ở đâu mà lập nghiệp phát triển được thì em sẽ về về theo quê chồng ạ. Ok. Dạ. Thì em cũng là con Úc. Dạ. Dạ. Nếu anh ở xa như vậy thì em ở Đà Lạt thì bao lâu thì anh lên thăm em một lần ạ? Thì anh thì chắc khoảng tháng có hai lần vậy á. Đối với anh á thì anh không có quan trọng mình gặp mặt thường xuyên hay không, quan trọng là mình giờ mình có thể gọi nói chuyện, nhắn tin hàng ngày. Yên tâm, bạn gái làm ngành du lịch mà. Dạ. Book khách sạn này kia rồi nhanh lắm, chỉ cần thì book vé máy bay rồi đó. Vé máy bay lên là ở tại khách sạn đó luôn á. Đúng. Đó. Cho em hỏi là hồi học quá quên. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Thì như em thì em đang làm chính thống công việc ở Đà Lạt ấy. Mình cũng ở, anh ở Sài Gòn, mình ở hơi xa thì em có quan ngại gì không? Dạ em không ngại xa ạ. Quan trọng là tình cảm trong lòng. Mà cô thì... hỏi thiệt nè, con có ghen không? Dạ con sợ. Đó, con tính sợ. Con ghen dữ lắm con. Thấy chưa, sợ dạ. Là mình phải nói thẳng là mình sợ dạ. Con. Một khi đã xác định có bạn gái rồi ấy, toàn tâm, toàn ý vào bạn gái. Còn những người bạn thân của anh ấy, thì anh đều giới thiệu cho em biết hết. Và dạ. Có thể em tiếp xúc với bạn ấy, cách anh cư xử bạn đó như thế nào, cách giao tiếp anh như thế nào. Dạ. Thì em yên tâm về vấn đề đấy. Thôi bây giờ mình giao lưu chút xíu văn nghệ cho nó lãng mạn chút xíu nào. Hoàng bước tới nắm hai tay cô gái, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy để xem cảm xúc thế nào. Hát một bài hát nào đó. Bắt đầu đi Hoàng. Coi nó có gia trưởng gì không. Okay. Rồi, thì anh có chuẩn bị một bài, một đoạn thôi trong bài Suy Nghĩ Trong Anh á. Nhìn vào mắt cô gái hát. Mình đang tặng cho nhau mà. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đưa giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chúng ta hướng mắt về phía trước. Bây giờ thì chúng ta có thể nói vui, có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đã đến lúc mình cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt xem nhịp tim của mình ra sao, rồi quyết định bấm nút. Cho con nói một câu được nữa. Nói đi Hoàng ơi, con cần nói gì nữa không? Con nói à? Nói đi con. Dạ. Thì con không biết thì mình, ông bà ta cứ có câu ấy là gặp nhau là có duyên, quen nhau có nợ ấy. Thì hôm nay giữa anh và em ra đây là có duyên rồi. Còn nợ không thì mình sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ạ. Cho gì nữa, ta đã cho anh bấm từ đời vua Hùng dựng nước tới giờ rồi. Rồi. Đấy, một bạn gái rất là hiền lành, xinh xắn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua những cái chặng đường rất dài. Bây giờ thì bạn làm cái thủ tục đầu tiên đi nào. Hôn vào má bạn gái. Dạ, xin phép em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hay gần đất, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Hãy giữ lấy món quà của mình. Cẩn thận nha.
Một cô gái từ Đà Lạt, một chàng trai từ Đắk Lắk. Hai trái tim hòa quyện với nhau, họ đã gặp tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò và họ đã bấm nút và tất cả mọi điều tốt đẹp luôn luôn ở bên cạnh họ. Chúc họ sẽ có một cái tin vui sớm để thông báo cho chương trình. Đúng không? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Ừ. Và họ chính là của nhau trong giai đoạn này. Chương trình hân hạnh được sự tài trợ chính của nhà hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại. Cảm xúc em giờ là hồi hộp và dạ em đi hôm qua lên trước ngày ở nhà trọ. Sáng nay mới đi xe qua đây, đi qua bên đây sớm. Mấy ngày hôm nay không ngủ được, ba đêm là không ngủ được. Đến giờ phút này thì con cũng cảm thấy là hơi run, nhưng mà cũng nghĩ là vui cho ba, vì nếu mà ngày hôm nay mà ba tham gia chương trình mà ba có thể tìm được một cái người bạn đồng hành để chăm sóc cho ba thì rất là tốt, tại vì con đi học ở xa cũng không có thể nào mà chăm sóc và quan tâm cho ba thường xuyên được, cho nên là cái điều đó con cảm thấy bình thường và luôn ủng hộ ba. Với con thì chỉ đơn giản là một cái tìm được một người có thể săn sóc cho ba và lo cho em con, lo cho gia đình là được rồi, chứ còn ngoài ra là không có cái chỉ tiêu nào. Ba con thì rất là thương gia đình, quan tâm con cái, biết nấu ăn rồi giặt giũ, nói chung là lo lắng trong nhà rất là tốt, nhưng mà chỉ có cái là ba con hơi cọc tính một xíu. Chúng tôi chỉ phân tích tất cả những mặt thuận lợi trong cuộc gặp mặt này thôi, còn quan trọng là con tim mình sẽ mách bảo bấm hay không bấm. Bởi vì có tình yêu, có một chút rung động, chúng ta hãy bấm. Đúng rồi. 1, 2, 3. 3. Cảm xúc là rất hồi hộp. Thấy ảnh hiền, cái gì thấy cũng được hết. Nhưng mà cái tuổi thì cũng thấy chưa có hợp lắm, mà mình gắng cố gắng cho nó hòa hợp. Chung là cảm xúc không được, giờ anh đang run và hồi hộp chả biết thôi. Không, giữa tuổi tác thì nói chung không, anh không ngại gì hết. Nói chung là miễn sao là hai người chân thật là chính, chứ tuổi tác là không quan trọng. Dạ, thấy cô đó hiền, xinh, đẹp. Dạ, ba nóng tính, lâu lâu hay đi nhậu. Sau này con đi đại học á, ba ở nhà một mình không có ai bầu bạn, nên con khuyên ba đi lên đây để kiếm người bầu bạn. Dạ, ở nhà con lau nhà, quét nhà, rửa chén, nấu cơm, phụ giúp ba. Dạ, con sẽ nói là cô nên yêu thương ba con. Dạ, mặt con khi nào cũng vậy. Người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu à. Thiệt không? Dạ. Nhìn con về mà gia trưởng hả? Dạ, như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à. Từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý với con thì... Là cảm xúc của em như hồi hộp, hơi run ấy, vì trước giờ chưa đứng trước mặt giữa đám đông. Thấy bây giờ em thấy em mặt hơi hốt, hơi nhăn nheo là biết rồi, thích ngủ, lo lắng á. Dạ nên giờ cũng tâm lý thôi, vì tâm lý một xíu. Dạ. Trước mắt là mình nhìn vào các bạn là cách ăn mặc trước, sau đó là cách cư xử, cách nói chuyện các bạn. Em thích một bạn hơi kín đáo một xíu, mà cũng không kín quá, cũng không hở quá, vừa vừa ấy. Là kiểu như mặt kiểu vừa như sao, công chúa sao ấy. Bắt đầu đi Hoàng. Chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn em. Mở ra xem. Dạ, để em mở.
cảm ơn em. Cái này là cà phê nhà em tự rang tự xay ạ. Cà phê này là nhà anh trồng khá là nhiều ấy, nhưng mà chưa có rang xay thôi. Nói chung Đà Lạt mà tặng cà phê cho Đắk Lắk thì giống như chợ củi về rừng. Chợ củi về rừng hả? Bạn đó chỉ là mình để bạn thân thôi thì hiểu biết nhau, tính cách nhau có nhiều rồi, nhưng mà cứ bạn đó cũng phải gu của em nữa. Chỉ là mình cứ chơi thân nhau được thôi, tính cách chơi thân được rồi, còn về mẫu người con gái đem tìm về quen lâu dài sau này thì không phải. Thì em là bạn thân của Hoàng thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Mà Hoàng là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống. Em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương, rất là hợp với Hoàng luôn, là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Thì em mong rằng là hai người sẽ cùng nhau trong một cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau. Thì cũng là lúc đầu mình khá là run ấy, mình không biết mình bạn nữ bên kia như thế nào á, cho sau khi mình gặp lại thì chung là khá là vui, vì đúng như cái mẫu người bạn gái mình đang tìm ấy. Không biết là tính cách như thế nào, nhưng mà nhìn ngoại hình là đúng là cách cư xử nói chuyện thì đúng như mình đã tìm thấy rồi. Một bạn nữ mà cao khoảng 1m55 đó lên, và nặng thì cũng vừa dưới 50kg á. Với lại bạn phải ngoại hình là bạn phải ăn mặc chỉnh tề một xíu, và cách cử chỉ và nói chuyện của bạn đấy hơi lễ phép, thì đó là điều mình cần đầu tiên ấy. Nhưng đúng là như thấy đủ rồi. Không biết là bên xung quanh bạn nữ này có bao nhiêu chàng trai, có thể em nghĩ chắc nhiều lắm, nhiều anh chàng đã bị si mê và xếp hàng nhiều. Mình hiện tại mình đã chương trình này mình đã có một cơ hội, mình đã bước được một chân rồi, mình không phải là như hồi xúc xưa nữa. Chung là mình có lợi thế hơn các bạn kia. Lúc đầu thì mình nghĩ mình sẽ một tháng lên hai lần ấy, vì thời gian đầu mình nên cần tìm hiểu ấy. Thì sau đó thì mình đối với em á thì quen xa thì mình hơi thiệt thòi ở gần một xíu. Đối với em là mình nên em muốn tập trung vào công việc sự nghiệp để em phát triển, sau này em lo gia đình nhiều hơn ấy. Là nếu mình đã cảm thấy mình hiểu rồi thì có thể là mình nhiều hơn hoặc ít hơn, mình hàng ngày mình có thể nói chuyện qua FaceTime được. Đối với em là cái một ngày sắp xếp công việc khoảng 1-2 tiếng em nói chuyện FaceTime được, còn hàng ngày mình cũng thêm thời gian nhắn tin hỏi thăm rồi đó, ăn uống rồi sức khỏe như thế nào, công việc thế nào đấy. Sau khi nhìn xong thì cảm xúc của em vui ạ, vì nó hơn cái mong đợi của em khi mà em đăng ký chương trình. Dạ thì em vẫn sắp xếp công việc, anh không lên được thì em xuống thăm anh. Dạ khoảng cách trong tình yêu không phải là vị trí địa lý, nên yêu xa em không ngại, quan trọng là con tim. Khi mà mở rào ra thì nhìn anh thì em thấy hơn sự tưởng tượng của em, mà vừa đẹp trai. Nhìn cái bề ngoài thì thấy trưởng thành ạ. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tươn tươn thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đưa giữa giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em đang làm kinh doanh quán cà phê và một tiệm cầm đồ. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. Ngon. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi.
Dạ cũng hơi nặng tình. Là một người nói chung là trước khi mà đến với trường quay này thì em cũng tìm hiểu về phụ nữ. Ví dụ như là khi lập gia đình thì phụ nữ sẽ có tâm lý như thế nào, phụ nữ khi sinh con mang bầu cảm giác làm sao. Cái này là nôn lấy vợ dữ lắm rồi nè, trời ơi. Người như vậy thì em yên tâm. Yên tâm đúng không? Dạ. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật trên HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.